Các bạn có biết là mắt chúng ta là một chiếc máy ảnh cực kỳ tối tân và hiện đại không? Đấy là mắt chúng ta trong điều kiện ánh sáng như thế nào cũng có thể nhận định được chính xác của màu sắc của vật thể. Thế nhưng mà máy ảnh thì không thế mọi người ạ. Có những cái trường hợp như là dùng điện thoại khi mà quay spa, khi mà quay cận tay ấy, thì nó cứ xanh. Rồi là có một số bạn hỏi mình là tại sao cái chụp cái sản phẩm của các bạn, chụp cái spa của các bạn ấy ở trên tay thôi, có lúc thì nó hồng hào, có lúc nó đẹp, nhưng mà có lúc thì nó bị sai màu, nó bị xanh lét như thế. Thì câu trả lời chính là cái chủ đề hôm nay chúng ta sẽ học, đó là cân bằng trắng, nhiệt độ màu trong nhiếp ảnh. Cân bằng trắng. Và bài học hôm nay của chúng ta đó chính là cân bằng trắng. Cân bằng trắng. Chúng ta sẽ thường gặp cái keyword này và tên tiếng Anh của nó ở trong tất cả các thiết bị thì sẽ ghi tắt là WB, có nghĩa là white balance. Đấy. Về thứ hai nữa là nhiệt độ màu. Nhiệt độ màu thì là K, biểu thị ở chữ K. Rồi chúng ta sẽ đi về từng cái nội dung một nhé. Cân bằng trắng là cách mà máy ảnh nhận biết được màu sắc, màu trắng, những màu trung tính, để từ đó máy ảnh có thể có dữ liệu để nhận được ra những cái màu sắc còn lại. Tại sao thế? Nghe hơi lạ đúng không? Như mọi người đang nhìn thấy ở trong cái không gian này của mình đi, thì các bạn nhìn thấy rõ là mình mặc áo đen và đây là một tấm bảng trắng, đúng không ạ? Thế nhưng ở nhiều trường hợp khác thì sao? Từ những cái hình ảnh cái đơn sắc trung tính như là màu đen và màu trắng này thì mọi người có thể suy luận được ra đây là màu xanh, màu hồng, màu cam, màu xanh. Thế nhưng bây giờ điều gì sẽ xảy ra nếu như mà máy ảnh không nhận biết như thế, không nhận biết một cách tự động như thế nữa? Đây, mình đang đứng ở một cái không gian ánh sáng hơi vàng ở phía sau. Đấy, là nếu mà mình chỉnh cái máy phụ của mình là nhiệt độ K tăng lên để cho nó vàng hơn rất là nhiều, thì các bạn sẽ cùng nhìn điều gì sẽ xảy ra nhé. Được rồi, bây giờ thì mình đã chỉnh cái nhiệt độ màu lên ở máy phụ là 10.000. Thì các bạn có thể thấy là hoàn toàn những chiếc bút này đang bị ám màu vàng hết rồi. Gần như phần lớn là màu vàng. Đấy, và ngay cả tấm bảng trắng này mọi người nhìn đi, ngay cả tấm bảng trắng này cũng bị thành màu vàng đúng không ạ? Nếu mà đối chiếu so với lại máy mà mình ghi ở chế độ màu chuẩn thì các bạn vẫn có thể nhận ra là cái tấm bảng này màu trắng. Và những cái hình ở đây có những cái vệt xanh xanh cơ. Đây, trong máy chính nó ra màu xanh, máy kia ra màu xanh nhưng mà ám vàng. Đấy là do là mình đã chỉnh ở cái máy kia nó vàng hơn, nhiệt độ K tăng hơn rất nhiều so với lại cái máy ghi màu cân bằng trắng chuẩn nhá. Thì tất cả các máy ảnh bây giờ nó đều có rất nhiều cái chức năng mà cân bằng trắng sẵn có trong máy. Thì nếu mà tự động auto white balance, nó sẽ tự động nhận biết các màu sắc. Rồi ví dụ 2 là mình sẽ giảm lại ánh sáng, giảm lại nhiệt độ K để cho mọi người xem là điều gì sẽ xảy ra nếu mà nhiệt độ K nó khác đi, nó thấp hơn so với lại thực tế. Bắt đầu mình sẽ giảm cái nhiệt độ K ở máy phụ về xuống dưới là 2007. Bây giờ ở chiếc máy ảnh phụ thì mình đã quay cái chỉ số K nó về màu xanh là 2007. Rồi mọi người có thể thấy ánh sáng trắng nhưng mà đang hiển thị lên là rất là xanh. Ngoài ra mọi người có thể thấy ngay ở tấm bảng của mình thì cái chữ này thì mình ghi màu xanh này, nhưng mà chữ này thì mình ghi màu đen nhá. Đây là bút đen này, viết trên nền trắng, nó vẫn ra màu xanh và nó bị sai sáng hoàn toàn đi rồi. Thì hiểu về cân bằng trắng nó thì sẽ giúp cho chúng ta cân bằng chuẩn theo màu sắc của máy ảnh ghi nhận được, từ đó thì hình ảnh sẽ ra mới là tốt nhất được các bạn ạ. Tiếp đến các chế độ mà thường có ở trong máy ảnh chúng ta hiểu để sử dụng nhanh hơn nhé. Ok, có một số chế độ white balance chính mà các máy ảnh đang có. Ví dụ ở đây thì chúng mình đang sử dụng máy Canon 6D này. Thì đầu tiên các bạn có thể thấy là chế độ auto white balance là nó sẽ ghi cái chữ AWB thì máy ảnh sẽ tự điều chỉnh và cân bằng trắng. Chế độ thứ hai là chế độ daylight, tức là ánh sáng ban ngày, thì ánh sáng này sẽ trung tính và thường dùng cho những cái hoạt cảnh ở ngoài trời. Chế độ thứ ba là chế độ shade, bóng râm,
là khắc phục những ánh sáng xanh và tạo màu ấm hơn vào những ngày mà trời nó râm mát. Tiếp theo là chế độ cloudy, là một ngày trời nhiều mây, dành cho những hoạt cảnh ở ngoài trời nhưng mà nhiều mây thì ánh sáng nó không được vàng và tươi tắn hơn bình thường. Tung sen light, đây là chế độ ghi hình ở trong nhà mà dùng những cái bóng đèn cũ, bóng đèn sợi đốt có ánh sáng vàng và giúp cho chúng ta có hình ảnh giảm cái tông vàng. Tương tự thì đây là chế độ white fluorescent light, là chế độ mà dùng ở trong nhà nhưng mà có ánh sáng của đèn tip thì nó sẽ đốt xanh hơn một chút so với đèn sợi đốt. Chế độ flash, đương nhiên rồi, đây là chế độ mà khi mà chúng ta kết hợp dùng với flash. Chế độ custom thì chúng ta sẽ chọn một cái bức ảnh mà từ đó máy ảnh sẽ phân tích lại cái white balance đó và để áp dụng cho những cái ảnh chụp về sau. Và cuối cùng đó là chế độ close theme, thì ở tại chế độ này chúng ta sẽ set K theo cái thông số tùy chỉnh tùy trường hợp, và chúng ta hoàn toàn điều chỉnh thông số K đấy. Những cái mẹo để set một cái độ K mà tốt thì bao giờ sẽ dựa vào những cái hình ảnh trung tính, ví dụ như là áo màu đen hay là một tấm bảng trắng hay là một cái thẻ xám, thì có cái ba cái màu trung tính đấy sẽ giúp chúng ta xác định được cái độ K chính xác nhất ở trong các điều kiện ánh sáng khác nhau. Ví dụ như ở đây thì mình có sử dụng hai đèn chính, đèn trước mặt của mình thì dùng ánh sáng trắng, nhưng mà đèn sau, đèn backlight thì mình sử dụng ánh sáng vàng để nó lên cái viền vàng nó ấm áp hơn và gần gũi hơn với lại người xem. Thế nhưng mà ánh sáng trắng với ánh sáng vàng kết hợp, nếu mà chúng ta không set đúng cái độ K thì cái da của mình nó sẽ ra nó thiếu cái hơi ấm, thiếu cái sắc vàng, thiếu cái sự ấm áp của da người, và nó xanh quá thì cũng không phải là tốt. Ở đây, ví dụ như ở đây thì mình sẽ dùng cái độ K đó là 4.900 như bạn quay phim của mình recommend. Tại vì là nếu mà mình set đúng theo cái độ K của cái đèn là cái độ K 5.001 của đèn, nó thông số của đèn ghi là 5.005. Nếu mà mình set đúng cái độ K đấy thì cái nước da của mình nó không được sáng, nó sẽ tối và nó sẽ bị vàng xỉn. Như vậy thì cũng lên hình nó cũng không được đẹp trai cho lắm. Thì về cái set độ K, mọi người nên set ở nhiều trường hợp để chúng ta quen với việc set cái ánh sáng, cái màu sắc hình ảnh sao cho tốt theo những cái trường hợp khác nhau. Không có sách vở gì chi tiết bằng những cái trải nghiệm của mọi người. Mình sẽ để một vài cái hình ảnh ở đây đấy, để mọi người có thể lưu ý và chúng ta có set độ K theo những cái hoàn cảnh như thế, thử xem và sau này ra được cái thông số tốt nhất cho mọi người dùng. 2. Nhiệt độ màu. Ở tại phần cân bằng trắng thì mình có thường xuyên nói về cái thông số K. Vậy thì nhiệt độ màu là gì? Nhiệt độ màu thì được đo bằng đơn vị Kelvin, viết tắt chữ K, đại diện cho tông màu của ánh sáng. Nhiệt độ màu ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận về ánh sáng trong nhiếp ảnh. Nó có thể làm cảm giác của ảnh nó mát mẻ hơn, hoặc làm nó ấm áp hơn, hoặc làm nó xanh lè như vừa nãy và mình vừa mới làm ví dụ ở phần cân bằng trắng. Tiếp theo có một số cái dãy nhiệt độ màu mà mình sẽ lưu ý mọi người ở đây, như vừa nãy ở mình mới test ha. Nhiệt độ bình thường, nhiệt độ màu bình thường nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 4.000 và hay gặp nhất ở tầm 5.000. Ngoài ra ở dưới đây thì mình sẽ ghi một cái màu khác. Nhiệt độ thấp hơn thì chúng ta sẽ thường gặp ở nhiệt độ màu là 2.700 đấy. Còn cao hơn một chút nữa, ví dụ trên đây vừa nãy chúng ta gặp trường hợp mà mình đã test, đó là 9.000 hoặc thậm chí là 10.000. Thì bình thường chúng ta sẽ thường gặp nhiệt độ màu rơi vào đoạn này. Đấy là chính là cái ánh sáng trắng của bóng đèn neon, đánh đèn tip ấy mọi người. Rồi là đây là ánh sáng trắng của mặt trời. Mặt trời mà rơi vào tầm 12 giờ trưa thì nó sẽ là lên tầm khoảng 5.000, 5.500 ở đây. Một số cái trường hợp chúng ta sẽ sử dụng. Thì càng nhiệt độ càng giảm thì ánh sáng sẽ càng lạnh hơn, và càng tăng thì càng ấm hơn. Ấm hơn thì sẽ ra màu vàng, còn giảm đi thì sẽ ra màu xanh. Cái đoạn này sẽ hơi lú nha, nhưng mà ứng dụng vào thực tiễn thì nó sẽ ra được rất là nhiều cái vấn đề hay. Và mình sẽ sưu tầm một số cái ví dụ hay về ứng dụng nhiệt độ màu để tạo ra khung cảnh nó hiệu quả, nó ấn tượng hơn cho mọi người xem nhé.
Rồi, vừa rồi mình có chiếu cho mọi người xem một cái ví dụ khá là hay ho về việc ứng dụng cái nhiệt độ màu ở trong việc sáng tác nhiếp ảnh. Thì hiểu rõ cân bằng trắng và nhiệt độ màu sẽ giúp cho mọi người có thể bố trí và set up được những cái khung cảnh cũng như là tạo được những hoạt cảnh, ghi lại hình ảnh tốt hơn và tạo được nhiều tác phẩm nghệ thuật nhiếp ảnh tốt hơn. Mình sẽ ví dụ như thế này cho mọi người, đó là mọi người rất hay gặp cái tình cảnh này. Đấy là chúng ta hay đi chill ở một buổi hoàng hôn đi, thì lúc đấy trời sẽ xanh, thì chụp điện thoại thì nó sẽ ra rất xanh, nhưng mà chúng ta cầm máy ảnh thì chúng ta có thể set up được cái máy và chủ động cái nhiệt độ màu Kelvin, thì chúng ta sẽ để cái độ K nó cao hơn một chút. Thì như vậy trong cái lúc hoàng hôn ấy, mọi người sẽ ghi nhận được những cái tia nắng cuối cùng này, hay là cái bóng mây nó vàng, nó hồng hơn trên cái nền trời nó xanh, thì sẽ tạo ra những cái bức ảnh rất là ấn tượng, ví dụ như thế chẳng hạn. Còn bài tập ở đây thì mình sẽ gợi ý cho mọi người như thế này: mọi người hãy chụp cùng tại một khung cảnh và set up làm sao cho có ánh sáng trắng, ánh sáng vàng như mình đang có ở đây. Sau đó thì và cái chủ thể của mọi người nên lựa chọn những cái vật mà có nhiều màu sắc, ví dụ như là mọi người có thể lựa chọn cái hình Rubik, hoặc là mọi người có thể chọn một cái bó bút mà nó nhiều màu sắc như thế này. Thì chúng ta chụp 10 tấm hình với 10 nhiệt độ màu khác nhau, để chúng ta sẽ biết được là ở tại cái không gian đấy, cái chỗ mà chúng ta set up đấy, thì cái nhiệt độ màu nào là chuẩn nhất, tốt nhất và giống với mắt người nhất. Và ngoài ra chúng ta biết cách mà chỉnh cái nhiệt độ màu một cách, các chế độ nào nó hợp lý, khi nào hiệu quả và nhanh nhất. Đến khi thao tác chúng ta đi chụp ở ngoài thì chúng ta có thể thuần thục được cái thao tác ở máy ảnh. Mình ví dụ ở đây là một số hình ảnh học viên mình đã làm bài tập nhá, làm cùng một khung cảnh này, 10 cái chế độ nhiệt độ màu khác nhau. Bài tập đến đây là kết thúc. Hy vọng mọi người làm bài tập thật là hay. Ok, bài giảng về cân bằng trắng và nhiệt độ màu đến đây là kết thúc. Hy vọng mọi người sẽ thực hành nhiều bài tập hay.